Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè thân hữu của hai cháu Việt Hưng và Hương Trang. Sau một thời gian, hai cháu Việt Hưng và Hương Trang tìm hiểu, đến giờ phút này đã được sự đồng ý của hai bên gia đình, đặc biệt là sự chứng kiến và cho phép của chính quyền địa phương. Đến giờ phút này hai cháu đã thành vợ, thành chồng. Gia đình chúng tôi, gia đình nhà trai, hôm nay chọn ngày lành tháng tốt, ngày có thể nói là đẹp nhất của năm Giáp Thìn, ngày còn là rất xuân. Mùa xuân là mùa hạnh phúc, mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc và đơm hoa kết trái. Mùa xuân cũng là mùa của đôi lứa nam nữ thanh niên kết duyên thành vợ thành chồng. Một mùa xuân vô cùng ý nghĩa đối với toàn dân tộc chúng ta, nhưng cũng rất thiêng liêng và tình cảm trọn nghĩa trọn tình với hai cháu Việt Hưng và Hương Giang. Báo cáo với các cụ, các ông, các bà, các bác và toàn thể gia đình. Gia đình nhà trai chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt, ngày hoàng đạo của đầu năm Giáp Thìn, đến trước là kính chào và báo cáo với các cụ, các ông, các bà, các bác, anh chị em trong gia đình họ nhà gái được xin phép đón cháu Trang về gia đình chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn. Xin báo cáo với các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia đình, kể từ giờ phút này cháu Trang chính thức là dâu con của gia đình chúng tôi và đồng thời cũng là thành viên của gia đình gia tộc ở làng tranh chúng tôi. Đồng thời đối với cháu Việt Hưng, chúng tôi cũng gửi gắm và giao cho cháu Trưng Hưng là thành viên của gia đình và đồng thời đối với gia tộc của các cụ. Ngày lành tháng tốt trong cái buổi ngày hôm nay, gia đình nhà trai chúng tôi rất mong có sự ủng hộ và đồng thời có sự nhiệt tình đối với hai cháu, và cũng xin kính mời các cụ, các ông, các bà, đặc biệt là bạn bè nam nữ thanh niên của cháu Trang cùng đưa cháu Trang về thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm và gia đình chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình họ nhà trai, xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và tình cảm vô cùng quý báu của các cụ, các ông, các bà, các bác và bạn bè nam nữ thanh niên đã dành cho chúng tôi những tình cảm đặc biệt, và đặc biệt là dành cho hai cháu Việt Hưng và Hương Trang những cái tình cảm nồng thắm và đầy sự ý nghĩa này. Thay mặt cho họ nhà trai, xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các bác và toàn thể các bạn nam nữ thanh niên của hai gia đình năm mới một năm mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Xin trân trọng cảm ơn.